Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục bình luận điểm tin cùng Rich Nguyễn, nhà huấn luyện chiến lược. Vàng và bất động sản đều là những khoản đầu tư truyền thống đã tồn tại từ rất lâu. Tất nhiên, không thiếu sự so sánh giữa hai loại hình này. Dù vậy, cho đến nay, vẫn còn rất nhiều người băn khoăn liệu giữa bất động sản và vàng, đâu mới là khoản đầu tư dài hạn thông minh. Thời gian qua, giá vàng trong nước và quốc tế liên tục đạt đỉnh, có sự biến động mạnh tới nhiều thị trường đầu tư. Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng dồn dập của tuần trước, ngay khi vừa mở cửa phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường châu Á, vượt 2.100 đô la Mỹ một ounce, cao chưa từng có trong lịch sử. Trong nước vượt xa 74 triệu đồng một lượng. Điều này khiến cho nhiều người băn khoăn rằng giá vàng liên tục biến động, hôm đạt đỉnh, có ngày lại rớt giảm thấp giá, có nên cẩn trọng rủi ro. Liệu giá vàng còn tiếp tục tăng cao hơn nữa trong năm 2024 hay không? Giá vàng tăng cao sẽ có ảnh hưởng gì đến thị trường bất động sản hay không? Hãy cùng bàn luận cụ thể hơn trong phần bình luận điểm tin ngày hôm nay. Giá vàng tăng cao ảnh hưởng gì đến thị trường bất động sản? Giá vàng tăng mạnh. Giá vàng thế giới đóng cửa tuần ở mức 2.071,8 đô la Mỹ một ounce, cao hơn kỷ lục cũ đã ghi nhận vào năm 2020. Giá thế giới thấp hơn trong nước khoảng 14 triệu đồng một lượng với vàng miếng và 3 triệu đồng một lượng với vàng nhẫn. Như vậy, cả tuần vừa qua, giá vàng thế giới tăng 3,4%, đánh dấu tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Điều này diễn ra trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kết thúc đợt nâng lãi suất. Hiện dữ liệu kinh tế của Mỹ chủ yếu củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào kịch bản lãi suất đạt đỉnh và Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Các chuyên gia đồng thuận kim loại quý đang được hỗ trợ rất lớn từ kỳ vọng chính sách của Fed sẽ xoay trục này. Vàng cũng được ủng hộ nhờ nhu cầu của các ngân hàng trung ương và gia tăng nhu cầu vàng vật chất ở khu vực châu Á trong dịp cuối năm. Trong tháng 10, Ấn Độ đã nhập khẩu nhiều vàng hơn so với dự báo, đạt mức cao nhất 31 tháng qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la Mỹ cũng hạ nhiệt là những chất xúc tác khác để vàng tăng giá mạnh tuần này. Do có sự biến động thị trường vàng thế giới, các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trong nước cũng đã đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng. Theo đó, kết thúc tuần 27 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12, giá vàng miếng SJC sáng nay được niêm yết ở mức 72,7 đến 74 triệu đồng một lượng mua bán, chênh lệch 2 triệu là 1,3 triệu đồng. Tuần qua là tuần đáng chú ý của vàng trong nước, đặc biệt trong phiên sáng 29 tháng 11, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng lớn ở Hà Nội niêm yết ở 73,2 đến 74,6 triệu đồng một lượng mua bán, tăng 700.000 đồng ở chiều mua và 1,1 triệu đồng ở chiều bán. Giá bán phá đỉnh lịch sử 74,4 triệu đồng được thiết lập hồi tháng 3 năm ngoái. Dù thế, giá cũng giảm mạnh và nhanh ngay trong phiên chiều với mức giảm 800.000 đồng một lượng và diễn biến giá có phần trồi sụt. Hiện vàng được giao dịch ở mức 74 triệu đồng một lượng ở chiều bán. Phần lớn chuyên gia đều cho rằng đây là vùng giá cao. Chuyên gia nhận định, theo ý kiến của diễn giả Rich Nguyễn cùng các chuyên gia pháp lý của Rich Invest, vàng và bất động sản nên đầu tư gì? Vàng và bất động sản là hai kênh đầu tư phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Cả hai đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người. Việc lựa chọn đầu tư vào vàng hay bất động sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu, bạn muốn đầu tư để sinh lời hay để sử dụng. Khả năng tài chính, bạn có bao nhiêu tiền để đầu tư. Kiến thức và kinh nghiệm, bạn có hiểu biết về thị trường vàng và bất động sản không? Nếu bạn muốn đầu tư để sinh lời cao, có thể lựa chọn đầu tư vàng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng lợi nhuận của vàng không cao và giá vàng có thể biến động mạnh như thực tế mà ta đang thấy. Nay có thể tăng đỉnh, nhưng mai cũng có thể giảm bất ngờ. Nếu bạn muốn đầu tư để sử dụng, có thể lựa chọn đầu tư bất động sản. Bất động sản có thể tăng giá theo thời gian và bạn có thể sử dụng để ở hoặc cho thuê. Nhìn chung, đầu tư vào bất động sản vẫn là lựa chọn an toàn hơn so với đầu tư vàng. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu kỹ thị trường và lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất. Cả hai phương tiện đầu tư này hoàn toàn khác nhau về bản chất. Điều duy nhất mà cả hai loại tài sản này có điểm tương đồng đó là chúng đều là những loại hình đầu tư giúp bạn có thể vượt qua thời kỳ lạm phát. Mỗi khoản đầu tư đòi hỏi kỹ năng và thời gian để nghiên cứu trước khi bạn có thể xuống tiền. Nguyên nhân nào khiến giá vàng hiện nay tăng cao như vậy? Có nhiều nguyên nhân khiến giá vàng đang được đẩy lên cao, trong đó có những yếu tố từ bên ngoài và bên trong nền kinh tế. Việc Mỹ kiểm soát lạm phát và Fed đang tăng lãi suất là một trong những nguyên nhân mạnh nhất đánh vào thị trường vàng ở thế giới và Việt Nam. Với mức lạm phát dù chưa đạt được mục tiêu 2%,
nhưng kiểm soát như trên được xem là khả quan, từ đó có thể hỗ trợ ngừng tăng lãi suất. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng Fed sẽ tăng lãi suất từ nay đến cuối năm. Cùng với đó, Fed không tỏ ra dấu hiệu đã thỏa mãn với lạm phát được kiềm chế như vậy, thì chỉ số đô la Mỹ đang giảm khá mạnh từ 107 điểm xuống còn 102,48 điểm. Với tất cả những động thái của Fed và giá trị của đồng bạc xanh đang giảm như vậy, thì vàng có cơ hội vươn lên. Còn xét về thị trường vàng trong nước chịu ảnh hưởng của sự biến động của vàng thế giới. Tuy nhiên, giá vàng còn có những yếu tố vĩ mô khác tác động như GDP, chỉ số giá tiêu dùng CPI, thị trường bất động sản. Bên cạnh đó là giá vàng trong dịp cuối năm cũng có biến động do nhu cầu mua sắm hàng hóa cho cưới hỏi, lễ hội cuối năm lớn. Về bản chất, thực ra người ta thấy giá vàng thế giới tăng vọt nên nhiều người đổ tiền mua, nhà đầu tư đầu cơ và làm giá vàng trong nước tăng cao lên. Hiện tại, trong khi thị trường bất động sản vẫn ảm đạm, lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp, các nhà đầu tư đang có xu hướng tìm kênh đầu tư sinh lời tốt hơn. Do đó, vàng là sự lựa chọn bởi kim loại quý này đang tăng mạnh. Khi thị trường vàng đang trở nên hấp dẫn như hiện nay, thì việc mua vàng rất được kích thích và cũng quyết định đến việc người dân mua vàng. Tuy nhiên, cần chú ý một số điều kiện như sau. Thứ nhất, người mua cần theo dõi những biến động từng giờ của thị trường vàng trên thế giới và Việt Nam. Thứ hai, người dân hay doanh nghiệp đều không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ, nên phân bổ số tiền mình có. Hợp ý nhất là đầu tư 1/3 số tiền cho vàng. Thứ ba, không nên lướt sóng ở thời điểm này, bởi thị trường vàng biến động rất khó lường. Mình mua vàng với ý định ngày mai bán ra có lời, nhưng chưa chắc ngày mai vàng đã tiếp tục tăng. Thứ tư, không nên vay tiền mua vàng. Khi vàng bất ngờ xuống, phải bán vàng, nhà đầu tư sẽ chịu thiệt hại, lỗ. Trong khi đó, khoản tiền vay sẽ phải trả đúng hạn, vì vậy không thể chờ đợi giá vàng kịp tăng trở lại. Còn về câu chuyện giá vàng tăng cao sẽ có ảnh hưởng gì đến thị trường bất động sản hay không? Theo quy luật, các thị trường như vàng, ngoại tệ, chứng khoán, bất động sản, tín dụng luôn có sự liên thông. Tuy nhiên, giá vàng tăng chóng mặt dường như không gây xáo trộn lớn đến thị trường bất động sản. Giá vàng chỉ tác động đến thị trường vốn bất động sản, không tác động trực tiếp đến giá bất động sản. Bên cạnh đó, giá vàng tăng không ảnh hưởng đến giao dịch căn hộ hoặc chung cư cao cấp, bởi người mua có thói quen thanh toán bằng tiền mặt hoặc đô la Mỹ. Tuy giá vàng không tác động nhiều đến giá bất động sản, nhưng cũng có những ảnh hưởng nhất định. Đó là việc các nhà đầu tư bị cuốn vào thị trường vàng, làm giảm phần vốn đầu tư vào thị trường bất động sản. Đối với giới đầu tư, các kênh, bất động sản, vàng, chứng khoán và lãi suất tiết kiệm là những yếu tố tham chiếu quan trọng để hoạch định các kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn cho dòng tiền tương lai. Sự tăng giá mạnh của giá vàng làm xáo trộn trật tự ưu tiên của các kênh đầu tư. Theo nhận định của các chuyên gia, hiện nay đa phần người dân hướng đến các kênh đầu tư đa dạng, trong đó đầu tư bất động sản luôn là kênh truyền thống chiếm ưu thế. Thế nhưng vào thời điểm này, giới đầu tư nhận thấy rằng bất động sản trở nên kém hấp dẫn hơn do giá rẻ, dòng tiền đầu tư đổ vào thị trường nhà đất sẽ giảm dần do chủ yếu đầu tư cho thị trường vàng. Khi đổ dòng tiền vào đầu tư bất động sản, xác định được giá trị sản phẩm ở một khu vực, thì giới đầu tư có thể kiểm soát biên độ lợi nhuận mong đợi. Trong khi đó, sự biến động của giá vàng phụ thuộc quá lớn vào tình hình chính trị kinh tế toàn cầu, biến động nhanh và khó kiểm soát hơn. Vàng vẫn có thể trở thành kênh trú ẩn cho dòng tiền của người trung niên và cao tuổi hoặc nhóm đối tượng không có điều kiện tiết kiệm đa dạng kênh đầu tư và lo sợ rủi ro trượt giá. Sau thời gian biến động ở tần số lớn, khi thị trường vàng đã đi vào quỹ đạo ổn định, thì bất động sản sẽ nhanh chóng trở lại là kênh trú ẩn ưu tiên. Trước đây, người dân giao dịch mua bán bất động sản bằng vàng và có thói quen dự trữ vàng, thị trường nhà đất đã từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước biến động của giá vàng. Hiện nay, đa phần người dân phần nào đã bỏ thói quen dự trữ vàng, sử dụng tiền Việt Nam đồng để mua nhà đất, nên ảnh hưởng giao dịch bất động sản chiếm tỷ trọng rất thấp. Tuy nhiên, nếu lãi suất có xu hướng giảm thêm, thì đây sẽ là biến số có thể làm đảo lộn trật tự ưu tiên kênh trú ẩn của dòng tiền trung và dài hạn. Trường hợp lãi suất giảm sâu hơn, thể hiện ngân hàng và các tổ chức tín dụng đang thừa tiền, thì giới đầu tư bất động sản có khả năng sẽ chuyển hướng đổ tiền vào nhà đất nhiều hơn vàng. Trên thực tế, suốt một thời gian dài, đầu tư vào bất động sản vẫn an toàn hơn so với đầu tư vàng. Việc rút đầu tư từ bất động sản để chuyển sang kênh vàng là quá mạo hiểm. Nhu cầu mua nhà thực tế của người dân thời điểm này đang rất cao và bất động sản hứa hẹn là lĩnh vực đầu tư thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong thời gian tới, thay vì cuốn vào lướt sóng vàng như hiện nay. Do đó, việc đầu tư vào bất động sản luôn an toàn và cần được ưu tiên hơn. Còn bạn, có nhận định đánh giá thế nào về giá vàng hiện nay? Liệu các nhà đầu tư có nên mua vàng hay bất động sản thời điểm này? Chương trình bình luận điểm tin bất động sản cùng Rich Nguyễn số này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận
xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số bình luận điểm tin bất động sản tiếp theo trên các nền tảng của Rich Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rich Nguyễn.